Rồi, xin chào quý vị và các bạn, trở lại với trên Hồng Xe Hơi. Thì đây em đang đứng cạnh Honda Auto Bắc Ninh, địa chỉ tại đường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thì trong tháng 4 này thì em quay nhanh qua giá bán chương trình khuyến mại của một số dòng xe mà đang bày bán trong showroom và là xe sẵn giao ngay. Honda City, CR-V, Civic, Brio là những mẫu xe chính đang được bày bán. Tuy nhiên chúng ta thấy showroom chỉ còn một vài xe gần như là sẵn để giao. Rồi, mình có đi những cái xe từ trái qua phải đi. CR-V 3 phiên bản nhé, E, L, G. Thì thấp tiền nhất là CR-V E 998 triệu đồng. Cao cấp hơn chúng ta có phiên bản G 1 tỷ 048 triệu đồng. Và cao cấp nhất là 1 tỷ 118 triệu đồng là phiên bản trên màn hình của các bạn này. Các bạn nhìn thấy qua cái đèn sương mù á, cửa sổ trời là sẽ bản cao cấp nhất. Đèn sương mù tròn sẽ là bản 1.8G. Hiện nay chương trình khuyến mại trong tháng đang là 50 triệu tiền mặt theo xe và khoảng 80 triệu tiền phụ kiện. Quý anh chị có thể tùy chọn lựa chọn khi chúng ta đặt mua Honda CR-V nhé. Đấy, cả ba. Cả 3 phiên bản thì giá bán chương trình khuyến mại giống nhau. Mức giá khá là ok. Và đa phần các hãng xe ở đầu năm chúng ta sẽ có khuyến mại ưu đãi đẩy doanh số với những cái mẫu xe chủ lực như này. Honda HR-V phiên bản thấp 1 tỷ... Em xin lỗi, phiên bản thấp 786 triệu đồng. Lâu lắm mới bán lại rồi. Em có một video riêng đánh giá nhanh xe này rồi. Hai phiên bản 786 và 866 triệu đồng đều được khuyến mại 50 triệu tiền mặt giống như trên CR-V và ít hơn phụ kiện một chút, 40 triệu tiền phụ kiện theo xe nhé. Xe sẵn giao ngay với hai phiên bản gầm cao đến từ Honda. Honda City 3 phiên bản mức ưu đãi khoảng 20-25 triệu đồng. Không quy đổi tiền phụ kiện này thành tiền mặt được, các bác thông cảm giúp em. Ngoài ra thì Brio hay Civic thì đa phần là khan xe và giao xe tháng 5. Các bác muốn có xe sớm, nhận khuyến mại tốt thì đặt xe sớm giúp em và liên hệ theo hotline đang đính kèm trên màn hình. Brio 448 triệu thì bên em giảm 448 phiên bản một màu nhé. Phiên bản 2 màu 452 thì các bác đặt giúp em khoảng 1 tháng, tháng 5 giao xe. Giá khoảng 30 triệu tiền phụ kiện theo xe, chúng ta quy đổi tiền mặt khoảng tầm 10 đến 12 triệu đồng nhé. Honda Civic loanh quanh khoảng 20 đến 25 triệu tiền phụ kiện. Rồi. Chi tiết về giá bán trên khuyến mại các mẫu xe, anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline để được tư vấn và đặt lịch lái thử xe các dòng xe Honda mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.